Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Vàng Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ của hãng Rhythm. Đây là một cái mẫu lần đầu tiên xuất hiện tại shop Sơn Gia Vàng, và em đánh giá là một trong những cái mẫu khá là xuất sắc, bởi vì là cái kiểu cách của nó cực kỳ hiện đại, nhẹ nhàng nhưng mà không kém phần sang trọng. Em này làm cực kỳ đơn giản mọi người nhé. Mặt số trắng rồi vành số La Mã, mà cái chất liệu ở đây làm nên cái chiếc đồng hồ nó trở nên gọi là nhìn rất là bắt mắt và sang trọng. Đó là cái kính, mặt trên là mặt kính, nó hai lớp mặt kính và số La Mã. Phần viền được làm nổi trội, đó là cái tráng gương xung quanh cái phần viền của nó. Đây, quay chi tiết cho mọi người. Và hai bốn phần bên cạnh thì đều được gắn bốn viên pha lê Swarovski. Trông đơn giản nhưng mà thực tế ở ngoài rất là sang. Cái màu sắc của nó, cái phần số là màu xanh mọi người nhé, xanh coban chứ không phải là màu đen. Thế nên là làm cái chiếc đồng hồ nó thêm đặc sắc hơn cũng như là lạ mắt hơn so với những cái chiếc đồng hồ mà từng giới thiệu hoặc là từng có ở trên thị trường của chúng ta đã từng được gặp. Em này thì có thêm cái quả lắc đi kèm để chiếc đồng hồ đỡ bị nhàm. Trên quả lắc cũng được gắn 3 viên pha lê Swarovski mọi người nhé. Cái màu xanh nhạt của nó cũng là một trong những cái màu nhẹ nhàng, cá tính. Thì đây là sách của hãng, phải săn rất là lâu mới về được mẫu đồng hồ như này. Bởi vì đôi khi các bác không thích có nhạc, thì chỉ thích đơn giản như này thôi. Các không gian hiện đại trưng em này cũng rất là phù hợp. Đây là cái hộp của nó này. Cái mã của em này là 8MX402RS03. Em này thì em vừa cho pin xong thì chưa chỉnh giờ. Thường thì đồng hồ của Nhật thì những cái video trước thì em cũng đã nói rồi, thì cứ cho pin vào thì đồng hồ sẽ chạy và xoay một vòng, đến khi nào nó dừng thì mình sẽ chỉnh giờ. Như hiện tại thì vừa cho pin thì em chưa chỉnh giờ thì nó vẫn giữ nguyên cái hiện trạng như vậy. Shop Sơn Gia Vàng sẽ có một cái clip riêng để hướng dẫn các bác các cách chỉnh giờ của những cái dòng đồng hồ này. Thực tế thì nó rất là dễ chỉnh thôi. Còn một lưu ý dành cho chiếc đồng hồ này, đó là em này thì có cái mắt cảm biến, đó là tuy không có nhạc nhưng mà vẫn được trang bị cái mắt cảm biến. Ví dụ như là không đủ ánh sáng thì kim dây nó cũng sẽ không chạy. Bởi vì sao? Bởi vì là Nhật nó thiết kế, những người Nhật người ta thiết kế rất là thông minh. Bởi vì là cứ trời tối hay là không đủ ánh sáng thì đồng hồ nó sẽ, kim dây nó sẽ ngừng chạy để cho tiết kiệm pin ở cái mức là tối đa nhất. Thế nên mọi người dùng pin này khoảng tầm, nếu mà pin zin nhá, cái này là pin zin đấy, phải đến hơn một năm mới hết pin. Em này là hàng mới nên là được trang bị hai viên pin zin luôn. Kích thước từ đầu đến quả lắc là 44, còn chiều ngang là 33. Size rất là xinh. Đây, em quay xa cho mọi người nhìn. Vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho mọi người một em đồng hồ Rhythm. Kích thước là 44x33, mã là 608 của shop Sơn Gia Vàng. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Gia Vàng Hàng Nhật, hoặc là truy cập web hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất tại shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.